Tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik làm đúng nhưng cần nhanh hơn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy đang làm đúng với tuyển Việt Nam nhưng ông cũng cần phải nhanh hơn nếu muốn thành công. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đi đúng hướng. Xét về thành tích, tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa cho thấy quá nhiều sự khởi sắc bởi vẫn thua nhiều hơn thắng kể từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc nắm quyền. Tuy nhiên, những gì mà nhà cầm quân này làm đối với tuyển Việt Nam khiến giới chuyên môn có cơ sở để hy vọng khởi sắc sau khoảng thời gian thất vọng trong giai đoạn cuối của triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo và thời ông Chau Seo. Nói một cách cụ thể hơn, cách làm của huấn luyện viên Kim Sang-sik là dung hòa sự bảo thủ từ hai người tiền nhiệm trong cách dùng quân khi hòa trộn, đưa các cầu thủ kỳ cựu với những tài năng trẻ mà bóng đá Việt Nam đang có ở tuyển Việt Nam. Cần nhắc lại rằng, huấn luyện viên Park Hang-seo thất bại ở giai đoạn cuối hợp đồng với bóng đá Việt Nam là vì quá ưu tiên các cựu binh và học trò cũ. Trong khi ông Chau Seo tiến hành cuộc cách mạng nhân sự quá ồ ạt dẫn tới phải ra đi dù hợp đồng chưa ráo mực. Giờ thì khác, chưa biết mức độ thành công tới đâu nhưng ít nhất tuyển Việt Nam đang cho người hâm mộ cảm thấy tin tưởng khi còn nguyên nhóm cựu binh như Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng và chút hưng phấn với những vĩ hào, Đình Bắc, nhưng cần nhanh hơn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng, dù chưa có thành tích và còn khiến người hâm mộ thất vọng, đặc biệt sau trận thua trước Thái Lan hồi tháng 9. Sự kiên nhẫn mà các cầu thủ thứ 12 dành cho thuyền trưởng tuyển Việt Nam đến lúc này có thể xem là đã tới giới hạn. Tức nếu như không chiến thắng hoặc cho thấy bộ mặt tốt hơn, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chịu không ít những áp lực từ dư luận. Đếm ngược thời gian tới AFF Cup 2024, giải đấu rất quan trọng với người hâm mộ là không còn nhiều. Nên bắt buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự phải tăng tốc để tuyển Việt Nam tìm lại vị thế từng có. Và vạch xuất phát đương nhiên được tính từ cuộc đối đầu gặp Ấn Độ trên sân Thiên Trường vào ngày 12 tháng 10 tới đây, khi đối thủ là dưới tầm tay vì khó khăn như những trận đấu trước. Báo Ấn Độ nhận định trận làm khách tuyển Việt Nam. Mới đây, trang chủ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã có bài viết phân tích tình hình của tuyển Việt Nam và Ấn Độ trên sân Thiên Trường. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Ấn Độ vào ngày 12 tháng 10 tại sân Thiên Trường, Nam Định. Đây là trận đấu rất quan trọng với hai đội. Mới đây, trang chủ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã có bài viết phân tích tình hình của hai bên. Sự cạnh tranh giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Ấn Độ đã tồn tại từ lâu. Năm 2004, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 tại Cúp LG ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, cú hat-trick của Sunny Chhetri giúp tuyển Ấn Độ giành chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu tại Pune. Trận đấu gần đây nhất diễn ra vào năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho đội chủ nhà Việt Nam. Lúc này, cả hai đội đều có nhiều điểm chung. Họ đều tái thiết dưới thời huấn luyện viên mới sau khi bị loại khỏi vòng loại 2 World Cup 2026. Nếu như tuyển Ấn Độ kém cú hat-trick 2 điểm thì Việt Nam đứng sau Iraq và Indonesia. Vị trí của đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ trên bảng xếp hạng FIFA cũng khá tương đồng, với đội tuyển Việt Nam xếp hạng cao hơn tuyển Ấn Độ 10 bậc ở vị trí 116. Và phong độ mà cả hai đang trình diễn thực sự rất giống nhau. Tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn đói kém chiến thắng với ngày 10 tháng 11 trận gần nhất. Chỉ hòa và thua thì Ấn Độ cũng 10 trận liền không thắng. Đội không ghi được bàn nào ở 3 trên 4 lần ra sân gần nhất. Giống như tuyển Ấn Độ, toàn bộ đội hình của đội tuyển Việt Nam chơi bóng ở trong nước. Họ đang tìm kiếm tiếng nói và sự ăn ý dưới thời huấn luyện viên mới Kim Sang-sik. Và Ấn Độ cũng làm điều tương tự với tân huấn luyện viên Manolo Marquez. Sau trận thắng thép xanh Nam Định, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang tập trung khắc phục những sai số trong lối chơi của đội tuyển, đồng thời tiếp tục đánh giá phong độ của các cầu thủ nhằm chọn ra đội hình tối ưu nhất cho trận gặp Ấn Độ. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thường xuyên nhắc nhở các học trò về mục tiêu của đội tuyển quốc gia, đó là luôn nhập cuộc với tinh thần chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào, dù là giao hữu hay tại một giải đấu chính thức. Những phép thử ở trận gặp Nam Định FC giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có sự lựa chọn tốt nhất về nhân sự và đấu pháp cho trận gặp tuyển Ấn Độ. Nhiều khả năng đây sẽ là trận chiến mà huấn luyện viên người Hàn Quốc dùng đội hình mạnh nhất, từ đó bộ khung của tuyển Việt Nam được định hình. Tìm lại vị thế cho đội tuyển Việt Nam. Thất bại ở vòng loại World Cup 2026 đã giúp bóng đá Việt Nam nhận diện lại chỗ đứng của mình. Từ đó, có kế hoạch điều chỉnh hướng đi để nhắm những đích đến gần hơn như duy trì vị thế ở Đông Nam Á, vô địch ASEAN Cup, có mặt tại vòng chung kết ASEAN Cup 2027 trước khi tính đến chuyện đường xa như top 10 châu Á hay được dự World Cup. Với quãng thời gian làm việc cùng huấn luyện viên HLV Philippe Chaucier, đội tuyển Việt Nam từ hạng 94 thế giới đã tụt xuống hạng 115 và mất luôn ngôi số 1 ở Đông Nam Á về tay Thái Lan. Chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào huấn luyện viên người Pháp, đổi lại phải nhận những chén đắng ở mọi cấp độ. Bóng đá Việt Nam đã kịp tỉnh đòn để nhận ra rằng không thể để mọi việc đi chệch quá tầm kiểm soát, phải nhanh chóng lấp đầy khoảng trống chuyên môn sau những thất bại toàn diện vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Những gì đọng lại trong gần 2 năm qua giống như nốt trầm của bóng đá nước nhà. Bóng đá có lúc thăng, lúc trầm, không thể tránh khỏi điều đó. Do đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần gác lại chuyện đã qua để tỉnh táo tìm ra hướng đi trong bối cảnh mới. Cụ thể, phải đánh thức được niềm tin, bản năng chiến thắng của các thế hệ tuyển thủ. Một nền bóng đá đã có được vị thế hàng đầu khu vực mà thời gian gần đây thua nhiều hơn thắng, lung lay niềm tin là khó chấp nhận. Trong khi trình độ Thái Lan và Indonesia đã đi lên,
như thế rõ ràng có vấn đề nghiêm trọng. Giai đoạn chứng lại gần đây ở cả đội tuyển quốc gia lẫn các cấp độ trẻ đã cho thấy những lỗ hổng lực lượng. Lứa trẻ của bóng đá Việt Nam chưa khá ấn tượng với hai huy chương vàng SEA Games liên tiếp nhưng đã hụt hơi ở SEA Games 32. Việc thiếu đi nguồn bổ sung chất lượng đã khiến những huấn luyện viên kế nhiệm ông Park loay hoay với bài toán tái thiết đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, những thất bại liên tục của bóng đá Việt Nam phần nào mang đến những hiệu ứng không tốt. Những khán đài trống vắng trong những trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình là minh chứng. Việc người hâm mộ không lấp đầy các sân đấu cho thấy phần nào sức hút của các cấp đội tuyển Việt Nam đang giảm rõ rệt. Thực tế trên đang đặt lên vai huấn luyện viên Kim Sang-sik không ít áp lực. Đích đến quan trọng nhất trong năm 2024 chính là ASEAN Cup, nơi bóng đá Việt Nam phải khẳng định lại vị thế số một khu vực. Tuy nhiên, với những gương mặt cũ và lối chơi chưa tạo được dấu ấn, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Liệu ông có thể mang đến điều gì mới mẻ với những con người đã gắn bó nhiều năm với đội tuyển? Ông thầy người Hàn Quốc muốn mang đến luồng sinh khí mới cho đội tuyển Việt Nam. Thế nên, ông đang nỗ lực lồng ghép người trẻ ở những trận đấu giao hữu chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Đây là lúc người trẻ thể hiện mình và khi giải đấu Đông Nam Á đã cận kề trước mặt huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng học trò là cả núi công việc. Có thể thấy, những thất bại gần đây đã khiến bóng đá Việt Nam rơi vào quãng trầm. Điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ cần cởi bỏ mọi áp lực tâm lý hay dự vị non nề thành tích. Công bằng mà nói, chất lượng cầu thủ hiện tại của Việt Nam không hề thua kém các đội bóng trong khu vực. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để khơi dậy khát vọng và tìm lại phong độ đỉnh cao của họ. Tinh thần của đội tuyển đã phần nào suy giảm sau những thất bại liên tiếp và kết quả không như ý. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải tạo dựng lại tinh thần chiến đấu, đồng thời vực dậy niềm tin cho các cầu thủ trước thêm những giải đấu quan trọng. Tự bản thân mỗi cầu thủ phải đặt mình vào tâm thế đi tìm ngày xưa đã mất. Chẳng có con đường nào là dễ dàng nếu như bóng đá Việt Nam và mỗi cầu thủ Việt Nam không tự hôn đúc lòng dũng cảm, quyết tâm dần thân, chinh phục những đỉnh cao mới. Dù thất bại, thậm chí phải trả giá, nhưng không có cú ngã nào vô ích. Chỉ cần các cầu thủ thể hiện được đúng khả năng vốn có để có thể chơi bóng với cảm hứng, cùng sự thăng hoa cao nhất, niềm vui chiến thắng sẽ trở lại với đội tuyển Việt Nam. Sức trẻ ở tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tung hai đội hình tuyển Việt Nam thử nghiệm ở trận ngược dòng thắng Nam Định 3-2 với nhiều gương mặt trẻ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội khách, vừa tầm Ấn Độ vào ngày 12 tháng 10. Đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân nhân dịp FIFA đầy tháng 10 dự kiến đã giao hữu trên sân Thiên Trường hai trận. Nhưng vì tuyển Lebanon không thể tham gia nên chỉ còn một trận gặp Ấn Độ. Đội bạn đã đến Nam Định rèn luyện cho cuộc chạm trán chủ nhà và huấn luyện viên Manolo Marquez tự tin đánh bại tuyển Việt Nam nhưng điều đó rất khó. Dù đồng nghiệp Kim Sang-sik có thể sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, ông Kim có lực lượng mạnh nhất. Ông thầy người Hàn Quốc sau 4 trận cầm quân không có nhiều niềm vui khi chỉ thắng đối thủ có thứ hạng thấp hơn Philippines 3-2. Thua 3 đội khác có vị trí cao trên bảng đánh giá của FIFA gồm Iraq 1-3, Nga 0-3, Thái Lan 1-2. Chính vì thế, huấn luyện viên Kim Sang-sik rất khao khát có một chiến thắng giải hạn và việc tuyển Việt Nam hạng 116 thế giới chạm trán Ấn Độ. Hạng 126 thế giới là rất tốt cho chủ sân Thiên Trường, mang lại niềm vui cho giới hâm mộ. Đáng chú ý, ông Kim sau 5 tháng cầm quân với 4 trận đấu có thiên hướng sử dụng nhiều cựu binh từng chinh chiến dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thành phần này sau hơn 5 năm gắn bó nên giàu kinh nghiệm, rất hiểu ý nhau và không mất nhiều thời gian ráp đội hình. Nhưng hạn chế giữa, họ chính là dấu hiệu tuổi tác của nhiều cầu thủ lớn tuổi và cái chính là không có động lực cao như thời mới lên tuyển. Lần hội quân này, huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập 27 tuyển thủ đang có phong độ ổn định và nổi bật hơn các đồng nghiệp sau 4 vòng đấu V-League. Dĩ nhiên, nòng cốt của ông Kim vẫn là những cái tên dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh như tân đội trưởng Nguyễn Ngọc Hải hay các cầu thủ cũ Đỗ Hùng Dũng, Văn Thanh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hồng Duy, Văn Toàn, Thành Trung, đặc biệt là lão tướng 33 tuổi Văn Quyết. Cũng có thể thấy sự tái xuất của Văn Quyết sau nhiều mùa tập trung bị thất sủng dưới thời huấn luyện viên Park. Hang-seo và Chao Si-ho không chỉ giúp ông Kim có nhiều lựa chọn hơn cho các phương án tấn công mà còn thúc đẩy sự nỗ lực của những chân sút đang hiếm muộn bàn thắng. Có trong tay đội hình mạnh nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik mong mỏi sự kế thừa các tiền nhiệm sẽ không làm xáo trộn sự hòa hợp vốn có của một tập thể và tuyển Việt Nam chỉ còn chờ những nhân tố mới có khả năng gây đột biến trong cách chơi. Tuyển Việt Nam kỳ vọng vào những gương mặt trẻ. Khác với lần tập trung đội tuyển thắng 9 đá 2 trận thua Nga và Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam chỉ toàn cầu thủ cũ do tuyển U22 quốc gia chơi giải tứ hùng ở Trung Quốc, ông Kim cho gọi lên 9 gương mặt trẻ. Ở trận đá tập với Nam Định chiều 9 tháng 10, tiền vệ Thái Sơn có bàn mở điểm vào lưới nhà đương kim vô địch V-League. Trước khi chân sút, Bùi Vĩ Hào lập cú đúp bàn thắng giúp tuyển Việt Nam thắng được 3-2. Đây là một tín hiệu vui cho huấn luyện viên Kim Sang-sik, dù chỉ trong một trận giao hữu với câu lạc bộ và ông đã tung ra hai đội hình khác nhau ở hai hiệp đấu. Điểm tích cực khác trong lòng đội tuyển quốc gia là khi các cựu binh sẵn lòng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho những đàn em ham học hỏi. Thủ quân Quế Ngọc Hải nói thay cho điều đó, tôi là cầu thủ có kinh nghiệm trong đội. Ngoài nỗ lực tập luyện cho chính bản thân mình, tôi cần có chia sẻ với các cầu thủ trẻ. Không chỉ tôi, nhiều cựu binh đều cố gắng truyền đạt và dìu dắt lứa trẻ để đội tuyển tốt hơn. Hiện có rất nhiều cầu thủ cũ trên tuyển hiểu rằng
sau mùa giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay, thế hệ của họ dần phải chuyển giao lực lượng. AFF Cup gần như là sân chơi quốc tế cuối cùng của những Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, nên họ rất mong muốn có một cuộc chia tay hạnh phúc bằng ngôi vô địch. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiểu rõ cách duy trì một đội tuyển quốc gia mạnh mẽ ở từng giai đoạn cần có sự giao thoa giữa cũ và mới. Nên trận đá tập với Ấn Độ cũng là một cơ hội cho thầy Hàn nhào nặn các tài năng trẻ Tuấn Dương, Khuất Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc, Quốc Việt bên cạnh Thái Sơn. Bùi Vĩ Hào trông già dặn hơn lứa U23. Sáng 11:10, đội tuyển Việt Nam từ Hà Nội di chuyển về Nam Định có buổi tập làm quen sân Thiên Trường. Vào chiều cùng ngày để hoàn tất khâu chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Ấn Độ diễn ra lúc 18 giờ ngày 12 tháng 10.